Chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình hướng dẫn mọi người tham gia một dự án ăn chia để nhận 200 cái token HER nhé, đến từ cái dự án Heroverse. Thì cái dự án này là một cái trò chơi xếp hình và nhập vai. Rồi để tham gia vào cái dự án này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả ấy. Thì sau đó là làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu Glamio. Rồi mọi người sẽ điền thông tin vào đây nhé. Nhập cái địa chỉ ví trước này. Mọi người đăng nhập xong thì mọi người nhập cái địa chỉ ví cho mình. Mọi người nhập cái địa chỉ ví vào đây. Ok. Tiếp theo là nhập tài khoản Twitter này. Rồi tiếp theo là nhập tài khoản username của Telegram. Sau đó bấm chọn và tôi đã đọc và bấm tiếp tục. Rồi sau đó mọi người bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ theo dõi Twitter này. Thì ở đây mình phải xác định là mình là người nhé. Rồi ok. Đó bấm chọn theo dõi. Rồi sau đó quay trở lại. Bấm tiếp tục. Và xác minh thêm một lần nữa. Rồi, tiếp theo là theo dõi tiếp Twitter. Retweet lại này. Rồi, bấm vào đây để retweet. Rồi, sau đó quay trở lại. Chọn tiếp tục. Rồi bây giờ gửi link URL retweet. Mọi người vào Twitter này. Thì chắc là gửi cái link đầu tiên thôi. Mọi người bấm tweet và trả lời nhé. Đây mọi người sao chép cái đường link này cho mình. Ok quay trở lại. Rồi, nó vẫn tiếp tục. Nó join vào Telegram này. Join này. Rồi, quay trở lại. Tham gia hết các kênh Telegram của nó. Rồi, quay trở lại. Ok, quay trở lại. Rồi. Rồi thì ở đây nó sẽ có hai cái câu hỏi. Thì câu trả lời mình có để ở dưới phần mô tả nhé. Thì mọi người cứ nhìn thấy mà điền vào. Ok. Thì câu hỏi nó yêu cầu mình chọn A, B, C. Rồi. Câu hỏi đầu tiên thì mọi người điền đáp án là B nhé. Rồi bấm tiếp tục. Và câu hỏi thứ hai mọi người điền đáp án là C. Ok. Rồi và cuối cùng thì nó sẽ cho mình một cái đường link để chia sẻ. Mọi người sao chép cái đường link này để đi chia sẻ với anh em, bạn bè, người thân để nhận thêm cái token này nhé. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.